Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến vào báo cáo về công tác dân nguyện tháng 12 năm 2021. Theo đó, công tác tiếp công dân tiếp tục duy trì nề nếp và thực hiện có hiệu quả, việc xử lý đơn thư luôn thực hiện kịp thời để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cử tri hoan nghênh và đánh giá cao Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với tinh thần chủ động vào cuộc từ sớm từ xa, đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường lần thứ nhất nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Cử tri cũng kiến nghị các vấn đề như chưa có sự nhất quán trong việc chi trả chi phí xét nghiệm cho người lao động, vụ việc công ty Việt Á đã nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện và CDC một số tỉnh, thành phố nhằm thu lợi bất chính. Các trường hợp lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để đầu cơ, thổi giá bất động sản, bán chui cổ phiếu, làm ảnh hưởng lớn đến sự minh bạch phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, làm mất niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng các vấn đề không thống nhất trong công tác phòng chống dịch của địa phương đối với người dân về quê ăn Tết, thưởng Tết cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. Việc tăng cường công tác quản lý với thị trường bất động sản, chứng khoán cũng cần được chính phủ quan tâm và có giải pháp sớm.